Xin chào các bạn đến với khóa học lập trình front end với React JS cơ bản. Thì bữa hôm nay là buổi 12 thì tôi sẽ đi giải thích cho các bạn về cái khái niệm component ở trong React, và sau đó thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm demo và sử dụng cái component. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu component là cái gì. Thì trước khi tìm hiểu về component là gì thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái cấu trúc của một cái trang web. Thì ví dụ như bên đây là một cái hình minh họa. Thì ở trên trình duyệt thì ví dụ như đây là một cái minh họa về một cái trang web. Thì trên một trang web thì trên cái trong giao diện người dùng thì nó có thể chia thành nhiều cái component khác nhau. Ví dụ như là header này, body này, menu sidebar, rồi phần main content vân vân. Nó có thể chia thành rất là nhiều cái component khác nhau như là component char, component con vân vân. Thì trong React thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái khái niệm là component. Tức là component tức là ở trong một cái giao diện lớn phức tạp thì chúng ta sẽ chia thành các component nhỏ khác nhau để cho chúng ta dễ quản lý. Thì đây là một cái bên phải này là một cái cây component. Thì ví dụ như chúng ta có một cái component root là component app chẳng hạn. Rồi sau thì chúng ta sẽ có các component con như là head, body. Rồi trong body thì có thể có rất là nhiều cái component con khác nhau. Đó, thì đây là cái hình minh họa về cái component. Ngoài ra để mà tìm hiểu thêm về component thì các bạn thể vô cái trang react.js.org, vô mục doc, rồi các bạn vô cái mục main.set, rồi các bạn vô cái mục component and drop này. Thì ở đây thì nó cũng có giải thích cái component này. Thì cái component này sẽ cho phép các bạn phân chia một cái giao diện người dùng phức tạp thành các mẫu nhỏ độc lập và có thể tái sử dụng. Và mỗi cái mẫu nhỏ này thì nó là một cái phần riêng biệt. Các bạn cứ nghĩ suy nghĩ như vậy. Và ở đây thì người ta chỉ giới thiệu cho các bạn về cái khái niệm component thôi. Còn nếu mà bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn về cái component API thì các bạn hãy vô cái link này và đọc và tìm hiểu sâu hơn. Thì bây giờ tôi sẽ tóm tắt lại cái component là gì. Thì component là các thành phần riêng biệt mà các bạn có thể sắp xếp và tái sử dụng để xây dựng nên một cái trang giao diện người dùng. Rồi ở trong source code thì cái component này nó là các JavaScript function. Và các function này thì nó sẽ nhập vào các đầu vào gọi là drop, là các thuộc tính. Thì cái phần về drop này thì tôi sẽ giải thích sâu hơn cho các bạn ở cái buổi tiếp theo, là cái buổi 13 tìm hiểu về drop đó. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các kiểu component. Thì trong React thì nó sẽ có hai cái kiểu component, đó là function component và class component. Thì đây là cái cú pháp của hai cái kiểu này. Thì cái kiểu function component thì thường nó sẽ bắt đầu bằng cái từ khóa function, theo là cái tên function và cái mấy cái param, là mấy cái thuộc tính, mấy cái drop sẽ truyền vào như vậy. Rồi theo thì nó sẽ return về cái các element. Còn đối với class component thì nó sẽ bắt đầu với lại từ khóa class, đối theo là tên của cái component, đối theo là extend, đối theo là nó có extend từ cái react.component như vậy. Và nó cũng có cái hàm render và nó sẽ return về các element ở trong này. Đó. Thì buổi trước là buổi 11 là cái buổi về DOM và virtual DOM, thì tôi có hướng dẫn các bạn là tạo ra một cái component demo trên test. Thì cái component demo trên test này thì nó là một cái kiểu là function component và nó bắt đầu bằng cái từ khóa là function. Thì ngoài ra thì cái kiểu function này thì nó còn có cái kiểu nữa gọi là arrow function, thì nó bắt đầu bằng từ khóa con. Thì hôm nay tôi sẽ đi tạo ra một cái component với lại cái kiểu arrow function. Chẳng hạn như là trong này tôi sẽ tạo ra một cái file nữa là chẳng hạn như là arrow function đi. Component .js hoặc là .jsx. Thì tôi sẽ tạo ra cái component này như sau. Thì tôi sẽ bắt đầu với lại từ khóa con này, tôi theo là tên của cái phần sàn này. Ví dụ tôi cho là arrow function component. Tôi theo là bằng này. Rồi theo là cái bên trong này thì có các drop chuyển vô này, property chuyển vô. Rồi theo là cái dấu mũi tên và số mặc nhọn, mở đóng mặc nhọn các bạn. Rồi theo tôi sẽ có cái return. Chẳng hạn như là trong này tôi sẽ return về cái thẻ H1 đi. Chẳng hạn như là tôi có chữ test là demo arrow function của một lần. Rồi cuối cùng thì ở bên dưới này thì tôi sẽ có cái export ra cái component này. Thì tôi sẽ có cái syntax này, export này, default này. Rồi theo là cái
tên của con bộ lần này, arrow function của bộ lần này. Đó, tôi cho save này. Rồi theo tôi sẽ đi gọi cái component này ở trong cái file index.js để sử dụng này. Chẳng hạn như là chỗ này tôi sẽ có thẻ br này. Rồi theo tôi sẽ gọi cái arrow function component này. Rồi tôi vô save này. Rồi theo tôi sẽ có lệnh gen tạt để tạt nó lên này. Thì nó đang bị báo lỗi ở NA 14. Tôi sẽ đi kiểm tra lại. À, cái này là tôi chưa import rồi, tôi sẽ import rồi này. Đó, tôi sẽ import nó rồi như vậy rồi tôi đi cho save này. Rồi bây giờ tôi sẽ lên trình duyệt và tôi đó thì bây giờ nó đã thay đổi lại, tôi có cái chữ test demo arrow function như vậy. Đó. Thì cái arrow function này thì nó cũng là một cái kiểu viết code khác, thì nó cũng tương tự như cái kiểu cái syntax bắt đầu bằng với từ khóa function, thì cái từ khóa function này thì nó sẽ gọn hơn. Đó, thì các bạn có thể lựa chọn hai cái tùy chọn này để mà viết cho cái trường hợp function component. Rồi tiếp theo thì ngoài ra thì có cái trường hợp là cái class component, thì bây giờ tôi sẽ đi demo tạo ra một cái class component cho các bạn xem. Thì chẳng hạn như là tôi sẽ có cái file là class component .js chẳng hạn. Rồi cái class component thì nó sẽ bắt đầu với lại từ khóa class này. Đối theo là cái tên của component là class component này. Đây, tôi sẽ cho nó cái tên như vậy. Rồi theo là tôi sẽ có cái extend này. Và cái từ cái thằng react.component. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ có cái hàm render. Tiếp theo thì tôi sẽ có cái return ở trong này. Ví dụ ở trong này tôi sẽ tương tự tôi cũng cho cái h1 đi. Chẳng hạn như chỗ này tôi cũng cho là demo class của một lần. Rồi tôi cho save này. Rồi tiếp theo tôi cũng quay lại cái file index.js và tôi sẽ gọi cái component này vô. Tôi sẽ gọi cái class component này. Đó, tôi sẽ import cái class component vô này. Rồi tôi sẽ nick cho save này. Thì nó đang bị ảo lỗi. Ở bên cái class component này tôi cần phải import cái React rồi. Đây tôi sẽ import cái React này rồi này. Tôi sẽ copy chỗ này qua này. Rồi tôi cho save này. Rồi thì nó bây giờ nó đang báo là cái component này của tôi nó chưa được export. Thì bên chỗ class component này tôi cũng phải export nó đây. Đây tôi sẽ export, tôi copy chỗ này này. Export default này. Đây tôi sẽ export default ra cái class component đây. Đó, rồi tiếp vô save này. Đó, thì bây giờ nó hết lỗi rồi. Bây giờ tôi sẽ lên UI và tôi kiểm tra lại này. Đó, thì bây giờ các bạn thấy nó xong lên cái test là demo class component này. Đó, thì như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu về cái khái niệm component ở trong React, và tôi cũng đã hướng dẫn cho các bạn về demo về tạo và sử dụng cái hai cái kiểu component là function component và class component. Đó, thì các bạn chú ý là cái function component thì nó sẽ có hai cái kiểu. Đó, cái kiểu bắt đầu với lại cái syntax là bằng cái từ khóa là function này, hoặc là cái kiểu thứ hai là cái kiểu arrow function thì nó sẽ bắt đầu bằng với lại từ khóa con như vậy. Và cái kiểu component thứ hai là cái kiểu class component thì cái syntax của nó như vậy. Đó. Thì hôm nay tôi xin tạm dừng video dẫn của tôi tại đây. Ở buổi tiếp theo thì tôi sẽ đi giải thích cho các bạn về cái khái niệm prop ở trong cái thằng React. Đó. Hẹn gặp lại các bạn ở các buổi tiếp theo. Thì buổi tiếp theo là cái buổi 13 thì tôi sẽ đi giải thích cho các bạn về cái khái niệm prop ở trong thằng React. Thì hẹn gặp lại các bạn ở các buổi tiếp theo.